Chiếc xe có đồ gì giá trị anh cập xuống cho em nhé. Vâng, em Vân của Vân Vũ nhé. Xin còn tắt nước kính tiến đổ lốp vào nhé. Ok, thì tắt đổ cho từ bình là 10.000 cây thì tất cả chức năng kiểm tra sơ bộ bình thường, xe không hết sức nào nhé. Thì cũng em có bài gửi cho bà không biết. Sử của anh có thay dầu tháng 10, khoảng 15 tháng 10, nghĩa là 5.000 cây. Hôm nay em khá lâu rồi, hôm nay mình ra chế có được 1.000 cây ở thứ 2 nhé, thêm một khẩu thứ 2 nhé. Sơ bộ là có thay dầu máy, rồi có phanh. Sau thuế thì thanh toán 2.074.000. Quay làm khoảng 1.5 tiếng cả giờ xe. Anh xem vào giá cho quý vị ký.
làm giúp anh nhé. Trong quá trình bảo dưỡng các vaccine gì mà anh sau nhé. Okay. Em ơi, anh chào các bạn, nước bên này nhé. Chi tiết bình thường nhé, thì anh kỳ nhảy xác nhận cho tất cả bình thường, không ăn đi gì nữa. Die.